chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Đêm qua và sáng nay mùng 2 tháng 12, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã có mưa lớn với lượng mưa nhiều nơi trên 100mm. Mưa lớn sẽ còn kéo dài tới ngày mùng 4 tháng 12 và mở rộng ra khắp các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, mưa nhiều nhất là từ 70 đến 150mm, có nơi trên 180mm. Riêng đêm mùng 4 đến đêm mùng 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Bà con miền Trung cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đặc biệt trong chiều tối nay cần hết sức lưu ý là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Phú Yên đến Ninh Thuận và Đắk Lắk, nơi mà mô hình đội ẩm đất cho thấy độ ẩm đất đã đạt trạng thái gần bão hòa. Ngoài ra, từ hôm nay đến ngày 5 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông là từ 2 đến 5 mét, hạ lưu từ 1 đến 2,5 mét. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Trong khi đó, tại miền Bắc, khối không khí lạnh tạm thời suy yếu nên trong 2 ngày tới, nền nhiệt có xu hướng tăng dần và toàn khu vực vẫn ở trạng thái không mưa, tiết trời rét khô hanh. Ở phía Nam, vùng cao Tây Nguyên trời nắng ráo và ít mưa, đêm và sáng trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng từ 18 đến 21 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành Nam Bộ vẫn còn mưa rào rải rác và có nơi có dông về chiều tối, ban ngày có nắng gián đoạn, nên nhiệt duy trì ở mức tương đối dễ chịu. Bản tin thời tiết Đông Vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!